Dạ em muốn tìm bố Rosie. Rosie là con gái của em á. Đặt tên sẵn luôn rồi hả em? Dạ. Cảm ơn thư. Thư này là thư của ai? Thư gửi bố Rosie. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi chúng ta giới thiệu về mình đi. Dạ em tên là Hiếu. Hiện tại thì em là giáo viên tự do ở thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây thì em lại đi học bên Đại học Bách Khoa ngành điện. Một thời gian sau khi em tốt nghiệp thì em đi máy bay, em thấy tiếng máy bay nó hay quá. Hiện tại em đang học sau đại học về kỹ thuật hàng không. À. Dạ. Quê em ở Đắk Lắk. Năm nay em là 28 tuổi á. Mời bạn nữ giới thiệu. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào anh Hiếu. Em là Nguyễn Thị Thu Thảo. Em năm nay 27 tuổi. Quê của em là xứ sở hoa vàng cỏ xanh đó chị. Dạ. Phú Yên hả? Dạ chính xác rồi. Hiện tại thì em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh và công việc hiện tại của em là nhân viên văn phòng. Em đến đây thì có ba mục đích. Mục đích thứ nhất là thể theo nguyện vọng của mẹ em. Mẹ em là fan hâm mộ của chương trình. Mục đích thứ hai á là em rất muốn được gặp chị với anh. Em rất là ngưỡng mộ anh chị. Rồi cảm ơn em. Mục đích thứ ba là em muốn tìm bố Rosie. Rosie là con gái của em á. Đặt tên sẵn luôn rồi hả em? Dạ. Em cảm ơn thư. Thư này là thư của ai? Thư gửi bố Rosie. Dạ nó là một bài thơ ấy. Em lượm trên mạng về xong mà em biên tập lại chút ít. À là một chút xíu nữa. Tại sao em lại đặt Rosie em? Dạ tại em thích hoa hồng á anh. Thôi để chút đi, chút em sẽ đọc cho anh nghe. Anh đọc được không trời? Cái đó em thương lượng với ảnh. Anh đọc được không anh Hiếu? Dạ chắc chắn rồi. Thôi anh Hiếu đọc đi. Rồi một chút xíu nữa cho anh ấy đọc. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Về điểm mạnh của em thì em là người hòa đồng vui vẻ, hay tạo không khí vui vẻ cho đám đông. Ví dụ như là một cái group đang chat chung như vậy á, nhắn tin như chùa bà đanh không ai nói chuyện hết á, em vô em nói vài vấn đề là bắt đầu tin nhắn nhảy tăng, đọc không kịp luôn. À. Đó rồi là em có khả năng là lắng nghe với thấu hiểu, thường là người già với trẻ em thì có vẻ thích em lắm. Tốt. Điểm yếu của mình? Điểm yếu của em là em không biết thể hiện cảm xúc cho lắm, như là em thích ai thì người ta chẳng đời nào biết luôn, hay ghen nữa. Chỉ cần em thích người đó thôi mà người đó dám nói chuyện với người khác là em đã bực mình rồi. Trời ơi, em thích người ta mà người ta có thích em không? Không biết. Tự nhiên mình thích người ta mà không biết ta thích mình không. Giờ em thích anh Quyền Linh, cái anh Quyền Linh nói chuyện với chị, cái em bực mình chị luôn. Trời ơi, gì kỳ vậy. Thôi nhưng mà đó cũng là khuyết điểm của em biết được khuyết điểm rồi cũng không sao. Bạn trai, nãy giờ em nghe em nhận xét như thế nào? Rồi ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Dạ em thấy bạn nữ giọng rất là hay, rất là đáng yêu. Em nghĩ chắc bạn nữ là một người cô gái khá là xinh. Bản thân em thì cũng có nhiều cái khuyết điểm lắm. Rồi em hy vọng là tìm một người có thể chấp nhận những khuyết điểm của em. Vậy khuyết điểm của anh là gì? Anh cũng khá là bảo thủ. Khi anh quyết định cái công việc gì đó rồi thì cũng khá là khó để thay đổi. Và chắc cũng cần nhiều cái sự thuyết phục. Trong cuộc sống thì đồ đạc của anh á, ví dụ anh dọn dẹp mà anh tìm không ra, đôi lúc anh cũng hay cằn nhằn. Anh cằn nhằn ai? Là không, anh cằn nhằn một mình thôi. Nhưng mà nếu như sống chung với anh thì ai hiểu được với anh cái đó thì người ta sẽ không có, anh không có cằn nhằn mọi người mà anh. Thế bên kia chưa, anh cằn nhằn ai? Giống như là xui xui vậy. Xui sao anh tìm hoài không ra. Có nghĩa là mình nói chuyện một mình đó phải không em? Tự kỷ đó phải không em? À, dạ. Trời ơi, tức quá, mới để điện thoại đây đâu mất tiêu. Ai vô đây lấy. Làm bầm một mình. Em cũng hay tắm lâu lắm, chắc khoảng 30 phút, 15 phút. Lâu hơn em luôn. Ví dụ đi làm về mệt á thì tắm cái dòng nước đó ấm áp rồi cái mình ở trong đó luôn. Rồi đi làm về mệt thì tắm rồi lẹ đi ra là ngủ nằm nghỉ chứ tự nhiên đứng trống chi. Đứng trống ta cười. Bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào nè? Ngoại hình thì cao bằng em trở lên. Bao nhiêu? Em cao 1m67. Hả? Vậy là phải cao cỡ 1m7 mới được đó em trai. Em trai cao nhiêu? Hôm bữa đi khám bệnh bác sĩ kêu cao 1m7 em chưa đo lần nào. Được không em? May quá. May quá. Em không thích các bạn nam mà nhuộm tóc màu nó hơi sáng chói lóa. Ôi mà cái đó dễ lắm em, nhuộm được thì về em nhuộm lại. Đúng rồi. Đúng rồi. À, không có hình xăm. Có hình xăm không em? Dạ em không có xăm hình, không có hút thuốc, uống bia, uống được gì hết. Được. Rồi tự khai luôn bên đây khỏi nói. Không hút thuốc được. Về giao diện em không quan trọng lắm. Đừng đẹp quá, đừng xấu quá là được. Đẹp quá người ta dòm ngó đó chị.
à, là ghen nữa phải không? Dạ đúng rồi. Thì thôi đại xấu đi, khỏi ai dòm, một mình đi dòm thôi. Xấu người ta nói mày đã xấu rồi còn quen đứa xấu nữa, thiệp xuống đôi không được. Rồi. Em thích mẫu người giống như anh Quyền Linh với ba em á. Giỏi việc nước, đảm việc nhà. Ừ. Có ý thức là san sẻ công việc với phụ nữ nói chung. Em có phụ giúp việc nhà cho phụ nữ không? Bình thường thì việc nhà đôi lúc có số việc đó, em kỹ quá em tự làm luôn. Do em kỹ quá, chứ không phải là do em muốn phụ người ta. Nếu như em phụ công việc thì nó sẽ nhanh hơn. Ừ. Ví dụ như nấu cơm rồi gì đó mà hai người nấu cơm rồi nấu đồ ăn em làm thêm một phần em được ăn cơm sớm. Đúng luôn, rồi. Mẫu người bạn gái của em muốn tìm là người như thế nào? Cũng chắc cũng không em cao quá đứng với em sợ thấy cũng hơi kỳ. Quan trọng nhất là bạn nó có suy nghĩ thật một chút, ví dụ như mình suy nghĩ gì mình cứ nói ra để mà đừng có ngại cái gì hết. Đôi lúc mình hiểu nhau rồi mình sẽ thông cảm hết những cái nhược điểm và ưu điểm của nhau thì nó cuộc sống nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Bây giờ nãy giờ nghe ảnh chia sẻ vậy, trong lòng em có cảm nhận có một cái linh cảm mách bảo nào anh ấy là bố của Rosie chưa? Hơi được mấy mươi phần trăm? 70 thì nghĩ em có thể đưa lá thơ này cho ảnh được rồi đó. Giờ chị đưa qua cho ảnh xem nha. Dạ, cắm cười để chị hỏi vài câu nữa là chị mới cho anh đọc. Dạ. Chào bạn, trên tay tôi hiện nay là một lá thơ của một người phụ nữ gửi cho một người đàn ông gọi là bố của Rosie, là con gái của cổ. Nhưng trước khi được điều này tôi phải hỏi bạn vài câu. Bao giờ bạn tính tiến tới hôn nhân? Khoảng 6 tháng tìm hiểu là nên quyết định đến với hôn nhân chứ không nên lâu quá. Nếu lập gia đình bạn muốn có mấy đứa con? Em nghĩ là em muốn có 2. Bạn muốn con trai hay con gái? Trai một gái là tuyệt vời nhất. Bạn muốn đứa nào đầu tiên? Con trai đi. Con trai thì tôi đem lá thơ này về tại Rosie tên con gái. Chị thế thì mình đặt con trai là Siro rồi con gái là Rosie cũng được. Trời ơi, cô này không giữ giá chút xíu gì hết trơn. Rồi xin mời em đọc lá thơ này. Bạn ấy cấm cười khi đọc. Người yêu à, anh đang trốn ở đâu? Không đến mau em sắp già rồi đấy. Tuổi thanh xuân trôi vù vù như vậy. Em một mình anh không thấy thương sao? Người yêu à, em muốn được quan tâm, được cùng anh cầm tay dạo phố. Anh đi cùng ai? Đang thì thầm to nhỏ. Vì người nào mà dám bỏ rơi em? Người yêu à, không nhắc khéo anh quên, phải tìm em trước khi em già mất. Người yêu, anh làm em buồn đấy, cứ trốn hoài, trốn mãi, chán anh ghê. Trời ơi, một bài thơ trách móc nhẹ một người tình chưa xuất hiện. Em cảm nhận bài thơ này như thế nào? Bài thơ, có thấy mình có lỗi gì không? Bài thơ quá hay, em chỉ thấy cảm xúc nó dâng trào. Ước gì một cô gái thật sự đang nói với mình như vậy. Nói với em đó, thơ gửi cho em mà. Thì quá tuyệt vời rồi. Quá tuyệt vời ha. Dạ. Rồi nhớ nha, nếu mà có thật sự trở thành bố Rosie nhớ phụ làm công việc nhà với cổ nha. Dạ chắc chắn. Em chào anh. Xúc động. Em muốn người yêu em giống anh, giống ba em hả? Giống không? Dạ giống. Ba em về nhà cũng giặt đồ giống như anh vậy đó. Ê, ba... Bên kia lục anh chàng có thể nói rất là hiền, nhẹ nhàng. Anh sẽ làm bất cứ điều gì mong muốn. Nhưng mà liệu rằng nếu một người đàn ông, thường thì người ta nói đàn ông phải mạnh mẽ lên, em thấy như vậy như thế nào? Em là một người luôn luôn ý thức là tự hoàn thiện bản thân, phát hiện ra cái nào là cố gắng hoàn thiện cái đó, và em mong muốn bạn nam cũng như vậy. Rồi muốn mấy đứa con? 2 đô. Giống nãy Rosie, Rosie hay là Siro. Siro, Rosie đã bào vậy đã làm tới luôn ha. Được rồi. Rồi nay em có đi với người thân không? Em đi với mẹ em, em trai, em gái và bạn thân của em. Chị là mẹ của Thảo. Mẹ thấy là bạn trai bên này cũng được đó con. Thôi hai đứa cho nhau cơ hội. Rồi cho em gái có ý kiến gì không? Theo như em thấy là anh trai bên đây rất là được, rất hợp với chị em. Hai người có thể bù qua sức lại. Chị em thì hơi con nít và thẳng tính. Hy vọng anh có thể chấp nhận và cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Nói chung là khi mà đã thích rồi, đã yêu rồi thì cái gì mình cũng có thể bỏ qua được hết. Đúng luôn. Anh dễ thương lắm chị ơi. Rồi, bạn trai nhà mình hôm nay đi với ai nè? Em đến cùng với mẹ và anh Trương. Anh Trương là anh họ của em. Xin chào Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Cô gái bên này nói là quê ở Tuy Hòa phải không? Phú Yên phải không? Dạ. Là đã mình đã có cảm tình rất nhiều vì là quê của mình. Ồ. Và anh Hiếu này là sinh ra ở Tuy Hòa, thành phố Tuy Hòa. Hay quá nha. Thấy cô gái đây rất là xinh xắn, lanh lẹ, nhanh nhẹn, vui tính, hoạt bát.
với con gái như vậy là coi như cái bản tính rất là mạnh mẽ, coi như là mình cũng cùng quê hương mình nên mình rất là vui. Hôm nay có hai bà xui tương lai thôi, hai bên bắt tay để bà nói về câu với nhau à. Nhà gái đi cô ha. Rồi xin mời nhà gái với nhà trai, mời cô đứng lên. Dạ em chào chị. Dạ nhà em ở Tuy Hòa, ở phường 9 chị, là quê của ông xã chị là ở phường mấy? À, mình là người ở Tuy Hòa, ở Phú Yên. Dạ. Mình học trường Nguyễn Huệ hồi xưa đó, trường cùng quê là thích rồi đó. Dạ. Đẹp quá. Chúc mừng hai bà xui tương lai nha, hy vọng chúng ta sẽ về chung một nhà. Rồi bây giờ mình mở màn lên cho ba má Siro Rosie gặp nhau đi. Kéo màn. Rồi đó em trai. À, anh thấy em thật là rất là dễ thương. Tóc dài mà cái kiểu tóc em chắc cũng làm cũng kỹ lắm này. Anh thấy em 9 điểm hay 10 điểm? Thôi 9 rưỡi cho nó trung bình. Thế anh 9 điểm. Dạ. Anh có một cái bó hoa xin tặng em. Thấy thực sự con người của anh, thấy em thấy có phù hợp với lại những cái suy nghĩ em ban đầu khi em ở bên kia tấm màn chưa được kéo lên. Được đó, không đẹp không xấu đó. Dạ cũng được. Dạ. Anh hát dở lắm nhưng mà thôi, anh không có cái gì tặng cho em thì chắc anh cũng cố gắng tập một bài hát. Anh hát ra không, em đừng đừng chạy mất. Wow wow yeah yeah, I love you more than I can say. Làm lại, làm lại. Lại. Wow you ơi. Wow. Trời ơi, giờ ta tập tiếng Việt đi rồi tập tiếng Anh chi giờ không biết nữa. Bắt đầu. Wow wow yeah yeah, I love you more than I can say. I love you more. Anh hát anh chọn bài đó, thật ra thì anh thấy cái lời nó hay, giống như anh nói chuyện với em á, anh nhiều lúc anh run quá. Ý nghĩa bài hát đó là anh có thể yêu em nhiều hơn những cái gì mà anh nói. Hy vọng là khi em quen anh em sẽ hiểu được cái tình cảm của anh. Cảm ơn ạ. Tôi khoái nhất cái chỗ mà quơ 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 của nó dễ thương lắm. Hay được rồi. Rồi, rồi, bây giờ chúng ta sẽ bấm bắt đầu. Giáo. Thầy sửa điện lưng, không lẽ thầy mò cái nút bấm không ra? Ủa, thầy thò vô có thầy bấm luôn vậy đó hả? Vấn đề là do em gái thôi, chưa thầy đếm. Bên đây là quyết định rồi đó. Thầy chấp em luôn rồi đó. Chấp luôn rồi. Bấm nút là để tìm hiểu, giống như thầy giáo nói 6 tháng được, chúng ta sẽ tính bàn tới chuyện hôn nhân. Chứ không phải bấm nút chỉ để là đi coi phim kinh dị. Một, hai, ba. Hết thời gian. Nắm tay nhau đi thầy. Công thầy sửa điện hả? Tin rồi đó, thầy nhanh ghê luôn. Vừa mới mọi trong cái bức bụp luôn. Hay thiệt. Rồi nói đi, người yêu à, anh đang đứng nơi đây, nói đi. Đọc thơ, đọc thơ. Người yêu à, mình yêu nhau em nhé. Đây, ba cô Lucy cầm đi. Cất làm kỷ niệm nha em. À, các bạn giữ vé này để xem phim, muốn xem phim kinh dị cũng được, xem tin tình cảm cũng được. Ở hệ thống cùng đập 212 lấy chiến thắng. Mình lấy nhau về là mình định ở đâu? Trước mắt là ở nhà của ba mẹ chị. Rồi sau này mua vé số Vietlott chẳng hạn, đúng cái. Thì mua nhà hai đứa ở gì? Mời bạn nam. Mời đi bạn. Dạ. Mời, chào em. Mời bạn nữ. Đây, bây giờ mình giới thiệu về mình đi bạn. Vâng, xin kính chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và tất cả các khán giả trong trường quay. Em tên là Bùi Bảo Châu. Năm nay em 26 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm giáo viên dạy tiếng Nhật. Giáo viên dạy tiếng Nhật. Quê em ở đâu? Dạ em sinh ra và lớn lên ở đây luôn chị. Ở đây luôn. Dạ. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ em xin gửi lời chào đến chị Cát Tường.
Anh Quỳnh Linh và quý vị khán giả, em tên là Trần Thị Tím, năm nay em 25 tuổi. Em đến từ thành phố Bảo Lộc, hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Về công việc thì trước đây em làm kế toán, nhưng do vì lý do sức khỏe nên em đã nghỉ việc và chuyển qua bán hàng online và làm nhân viên mặt thêm cho hãng sữa iPod ấy chị. Giờ mình làm ở nhà ha. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Đặc điểm của em thì em rất là hiền. Em mọi người hay nói là em hiền nó mà bị người khác bắt nạt luôn á chị. Rồi nói chung em cũng tốt bụng, hay giúp đỡ người khác. Mọi người nhờ em làm gì em cũng làm hết á. Không chứ mà không biết tự chối là gì luôn á chị. Rồi còn khuyết điểm của mình là gì? Về khuyết điểm của em á thì hiền quá, dễ bị người khác bắt nạt và hay bị người khác lợi dụng á. Tại vì em dễ tin người lắm chị, ai nói gì em cũng tin hết á. Hồi đó giờ bị lợi dụng gì rồi? Lợi dụng là ví dụ như trong công việc á thì em hay bị mấy bạn là dồn hết công việc cho em làm á. Mình em làm hết nhiều việc á nhưng mà em không bao giờ thay em vậy đó, cũng kệ chịu hết. Rồi bạn trai, ưu điểm của bạn là gì? Dạ ưu điểm của em thì do em học công nghệ thông tin ra cho nên á là em biết sửa máy tính, sửa điện thoại. Ưu điểm nữa là em không hút thuốc, không rượu chè, không cờ bạc gì cả. Còn khuyết điểm của em á thì em không có gu thời trang lắm. Với lại em cũng ví dụ như là em vào toilet á thì em có cái điện thoại là em ngồi cả tiếng ở trong đó. Thôi không sao, bây giờ vấn đề chỗ là mình sẽ khắc phục thôi. Dạ. Ha. Ủa sao em học công nghệ thông tin mà em qua về tiếng Nhật là sao? Dạ lúc đầu em học công nghệ thông tin ra rồi em cũng làm ở trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Nhưng mà em làm với máy móc nhiều á thì em cảm thấy chán quá. Cho nên là em mà mới bắt đầu học tiếng Nhật và em thấy em có duyên với lại tiếng Nhật. Sau đó em chuyển qua em học luôn tiếng Nhật, em dạy luôn tiếng Nhật luôn. Bây giờ tình trường đi. Tình trường thì em gái mình đã trải qua được bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em trải qua chính thức là 2 mối tình. Mối tình đầu tiên là vào lúc mà thời điểm em mới ra trường á thì em có quen một anh hơn em 4 tuổi. Em quen được khoảng 2 năm thì tụi em chia tay là lý do em bên đạo của anh bên Phật á, anh không có theo đạo em được. Hỏi thử anh bên kia coi anh sao. Anh có theo đạo Thiên Chúa không anh ha? Anh có theo đạo Thiên Chúa đó em. Rồi, dạ. Khỏe rồi, rồi xong. Rồi tiếp tục. Rồi còn cái mối tình thứ hai. Mối tình thứ hai là do mẹ em là Mai. Là Mai cho em anh đó là ảnh ở ngoài Bắc. Nói chung là cũng xa, với lại anh đó rất là gia trưởng luôn. Tính em thì hơi bướng mà ảnh thì suốt ngày say, em phải làm thế này, phải làm thế kia theo ý của ảnh á. Nên em cảm thấy không có hợp thì quen chỉ được chưa tới nửa năm á thì em đã chia tay rồi. Coi như là hiện tại là ở không bao lâu rồi em? Em độc thân được gần 2 năm. 2 năm, bây giờ mình muốn là khi nào mình tiến tới hôn nhân được? Dạ em cũng 25 tuổi, mẹ em cũng hối nhiều rồi nên em cũng muốn kiếm một bạn phù hợp em. Thì tìm hiểu khi nào thấy hợp á thì tiến tới hôn nhân luôn. Rồi, được rồi. Tình trường của bạn trai thì sao? Em thì trước giờ em cũng có yêu nhưng mà em toàn yêu người ta thôi. Người ta không có đáp lại, gọi là đơn yêu đơn phương. Dạ. Đơn phương mấy mối? Đơn phương thì cũng 2 mối, 3 mối gì đó chị. Lý do chắc em không dám nói hay sao? Em ngại hay sao? Dạ một phần là cũng ngại à. Với lại một phần là khi mà em nói ra thì bạn đó nói thôi làm bạn đi thì tốt hơn. Trời ơi bạn nào ác dữ vậy ta. Chưa có nụ hôn đầu đời đúng không? Dạ chưa. Chưa hả? Chưa. Trời ơi thiệt là uổng quá. Bây giờ rồi. Em muốn tìm một người yêu thế nào nè, em nói luôn đi. Mẫu người lý tưởng của em sao? Dạ mẫu người lý tưởng của em thì em cần một bạn nữ là hiền diệu, nhẹ nhàng, chia sẻ được với nhau những cái điều khó khăn trong cuộc sống. Và bạn đó cũng cần có đạo, ba mẹ em thích điều đó. Có điều gì mà em không thích em tối kỵ ở người phụ nữ không? Em thì em không thích phụ nữ mà chanh chua đó chị. Rồi với lại nhiều chuyện á, mang chuyện nhà ra ngoài đường để nói chuyện thì em không thích vậy. Bà Tám đó đúng không? Dạ đúng rồi. Thôi bên đây ngọt phụ lắm. Phụ nữ bà Tám mà chanh chua nó thiệt. Dạ thì em không thích lắm. Không thích lắm. Dạ. Bên đây đủ chuẩn hết rồi đó. Trời dạ tốt quá. Bạn gái em thì mình đặt ra cái mẫu tìm bạn trai như thế nào? Về bạn trai thì về ngoại hình thì ưa nhìn là được chị. Về chiều cao thì khoảng 1m65 trở lên. Thì không mập cũng không ốm quá. Còn về tính cách á, thì chỉ cần là có trách nhiệm, quyết đoán. Nhưng mà siêng năng không... đặc biệt là không hút thuốc nha chị. Bên này không hút thuốc không? Dạ không hút thuốc chị ơi. Hay quá. Không hút. Rồi còn điều gì em không thích ở người bạn trai nữa không? Để chị qua coi nè. Em thì tính em hơi thẳng đó nên em cũng thích bạn trai là cũng thẳng thắn luôn, không có giấu giếm. Dạ. Nếu mà có lỡ làm sai gì thì cứ nói thẳng, thì lỡ lỗi lớn cái này em cũng tha hết á. Lỗi gì cũng tha hết, chỉ cần nói thiệt là tha. Dạ, nhưng cái là thiệt mà, nếu dù mà hối lỗi là em tha thứ hết á.
Em ơi, tối qua anh lỡ anh say quá, lúc đó em đi công tác, xong anh điện em không được, anh buồn quá, cái anh lỡ anh đi với cô kia, cái anh đi nguyên đêm luôn, sáng nay anh mới về, anh xin lỗi em, tha luôn. Thôi cái đó anh đi luôn đi. Anh đi luôn đi nha, đừng có dạ. Nghe người ta dễ rồi mà lăng nhăng bậy bạ là đi luôn nha. Dạ, chào chị. Mày có lăng nhăng đâu, người ta đó giờ nó chưa có em... gì chứ mà lăng nhăng gì nổi. Áo quần láng con quá ha. Em hiền lắm chị ơi. Hiền lắm hả? Dạ. Ừ. Rồi cũng được, bây giờ nếu được thì chừng nào em tiến tới hôn nhân được nè? Dạ, nếu được thì em dự kiến trong khoảng 2 năm chị. 2 năm? Dạ, sau khi mà cái công việc nó ổn định với lại em là một số thứ nữa thì sẽ tiến tới hôn nhân được. 2 năm, mình lấy nhau về là mình định ở đâu? Dạ, trước mắt là ở nhà của ba mẹ chị. Nhà của ba mẹ em thì cũng ở trong thành phố Hồ Chí Minh luôn. Ừ. Dạ. Rồi sau này công việc phát triển hoặc là chẳng hạn mua vé số Vietlott chẳng hạn chung cái thì mua nhà hai đứa ở riêng. À, phải phấn đấu đi, đừng chờ trông chờ vô trúng số ha. Dạ. Nãy giờ em nghe bạn nữ chia sẻ vậy, em hình dung trong đầu em hình dung ra vóc dáng bạn nữ, mặt mày bạn nữ như thế nào? Em theo nghĩ ha thì bạn nữ khá là dễ thương. Ừ. Vóc dáng á, thì cũng dễ nhìn. Ừ. Dạ, đáng yêu. Cao thấp mập ốm? Không mập cũng không có ốm, nhưng mà đây là... với lại tóc như thế nào? Tóc là em nghĩ là tóc dài, em thích con gái tóc dài. Mà mai qua đố nữa hả? Nào để anh qua anh coi đàn gái coi sao. Dạ nha. Anh coi giúp em. Ô trời, em dễ thương quá. Anh bên đây thật sự là anh hiền lắm. Em có nghe nói là anh chưa có mối tình vắt vai nào không? Dạ có. Hả? Nói chứ mà gặp cái người này cũng khó, cũng hiếm lắm nha. Nếu anh nói khoảng 1-2 năm đủ điều kiện anh bước tới, em có đồng ý không? Ừ, dạ được anh. Cặp này được nè, dễ thương, rất là hiền á ha. Anh thấy được rồi đó. Được rồi em trai. Dạ. À, hôm nay mình đi với ai không em, người thân của mình không? Dạ em có đi với em gái em với lại một người bạn, chị rồi, bạn. Rồi chơi gặp em gái của em ruột đó phải không? Dạ. Chào chú Quỳnh Linh và cô Cát Tường. Rồi. Cháu là em của chị Tím. Theo như cháu nhận xét, anh bên này là khá là hiền, chững chạc. Chị của em á, thì hiền hay bị người khác bắt nạt á. Em hy vọng là anh sẽ bảo vệ chị đó, bên vực chị đó. Em thấy hai anh chị rất là hợp nhau, em hy vọng là hai anh chị sẽ cho nhau một cơ hội để tiến xa hơn ạ. Rồi em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với lại bác Kính, với lại cô bạn của mẹ, với lại anh họ của em, với lại một người bạn thân nữa. Rồi hỏi ý kiến bác Kính coi. Dạ, sao. Dạ mời bác. Chào MC Quyền Linh và dạ. MC Cát Tường. Dạ. Dạ Bảo Châu, tính tình của ở nhà thì nói chung là coi như là chỉ ăn học, với lại ở nhà cũng hiền lành. Rồi bây giờ coi như là nhận xét cô bạn gái bên này thấy trước mắt cùng tôn giáo thấy tốt lắm rồi. Hai người tính tình cũng hiền. Thì thôi coi như là hai cháu lên cho nhau dịp để mà làm quen, để tìm hiểu thêm. Rồi thôi cảm rồi, ơn cảm mọi ơn người. Cả nhà. Chúng ta kéo màn lên cho hai trẻ gặp mặt đi ha. Hai người sẽ tự quyết định nha. Kéo màn. Anh có món quà, anh có một bó hoa tặng cho em. Dạ em cảm ơn. Em cũng có một món quà tặng. Cảm ơn em nhiều. Rồi, cảm ơn em. Không gian này là của các bạn đó. Ừ, em thấy anh như thế nào? Dạ thấy em cũng được. Dạ cũng hiền như anh nói vậy đó. Nhưng mà cũng hơi giống với lại em tưởng tượng. Dạ. Còn anh thấy em sao anh? Anh thấy em là rất là dễ thương. Ừ. Em suy nghĩ về tình yêu như thế nào? Em quan điểm về tình yêu thì cũng đơn giản lắm. Nói chung là em đề cao là cái trách nhiệm mà chủ yếu thôi. Nhưng mình có trách nhiệm thì mối quan hệ lúc nào cũng bền hơn. Dạ, có ý thức hơn. Chứ không có thích là ra đường hay là thích gặp nhau rồi chơi hay là không rõ ràng nhá. Ừ, anh cũng vậy ha. Anh cũng mong muốn là có một cái tình yêu bền vững để mà còn sau này mình còn đi xa hơn nữa ha, em ha. Rồi. Bạn nghĩ thế nào về sống thử bạn Nam? Em nghĩ là sống thử thì nó cũng có cái tốt, nó cũng có cái không tốt. Nhưng mà khi mà mình thật sự mà có ý định lâu dài với nhau, cùng nhau đi đến tiến tới hôn nhân thì lúc đó mình mới nên sống thử, còn nếu không á thì mình cũng không nên sống thử. Bạn gái thì sao? Còn em là tuyệt đối không sống thử luôn. Cái này em không bao giờ sống thử, chỉ có
Thì sống chung với nhau khi mà đã kết hôn rồi, nói chung đã ra mắt họ hàng hai bên, chung có một cái lễ cưới thì em mới ở chung thôi, chứ còn em không có quan niệm sống thử. Anh hiểu rồi. Bây giờ mình hát một bài nào đó thật tình cảm. Em hát tặng cô ấy tình yêu gì đi. Rồi, hát đi là chúng ta quyết định là đứng kế bên, đứng coi như hát tỏ tình đó nha, là quyết định bấm nút đó nha. Hát về tình yêu nha. Dạ. Rồi, tới, nhẹ nhàng bắt đầu. Tặng điện thoại hả? Dạ, dạ không, giống như cái micro. À, trời ơi, phải cầm micro. Anh xin tặng cho em một bài hát là Điều Anh Biết của chị Dân. Dạ. Anh không biết bao nhiêu sao trên trời, anh không biết người nào xinh hơn em. Vì anh yêu trong đôi mắt này, yêu trong tâm trí, chỉ xin một đời xin được che chở em. Dạ, hết rồi. Trời ơi. Thôi, có nói tự tin hơn đúng không? Có video tự tin hơn đúng không? Rồi, rồi, đủ rồi, hát mình... thôi là đủ rồi. Tất cả những gì mà nói thì các bạn đã nói với nhau rồi. Những cái gì mà chúng tôi nghĩ rằng các bạn thể hiện với nhau để chúng ta có thể hiểu nhau trên sân khấu này cũng đã có rồi. Em tự tìm lấy tình yêu của mình nha. Anh nghĩ rằng quyết định của cô gái hay không, chúng ta chưa biết được. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Ồ. Đó, nắm tay nắm nữa. Hiện đại của anh rất là hiện đại mà. Nụ hôn đầu tiên sẽ xuất hiện ngay bây giờ thưa quý vị. Lâu lâu chút chưa? Từ từ, chậm chậm. Để nguyên. Bắt đầu. Từ từ, để nguyên, để nguyên. Để nguyên có đẹp không? Anh muốn rằng nụ hôn này sẽ kết chặt hai đứa nữa. Chặt nhiều nữa nha. Chúc hai em hạnh phúc ha. Đây là chiếc vé xem phim của hệ thống cùng rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Để tặng hai bạn. Đây là một bộ mỹ phẩm cao cấp nhập khẩu từ Hàn Quốc với thương hiệu Skin AZ. Để tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Để tặng hai bạn một phần quà của Kumagol, trợ lý dạ dày trợ sức thành công. Xin cảm ơn chị. Hãy nắm tay nhau và trò chuyện với nhau, hiểu nhau nhiều hơn và hãy yêu thương nhau. Mời các bạn. Mời các bạn. Nắm chặt tay nhau luôn nha.